Ra bụi chuối sau nhà, thanh niên phát hiện vụ tai nạn kinh hoàng. Theo đó, anh thanh niên đã nhìn thấy một con chim bói cá bị treo lủng lẳng trên cây chuối, mỏ cắm sâu vào trong thân, khiến cho chú chim dẫu có cố gắng vùng vẫy thế nào vẫn không thể nào thoát ra được. Lủng lẳng đâu đây ghê vậy? Trời ơi, xử lý tình huống vậy chết rồi. Má bởi vậy đua xe tông thẳng vô cục điện luôn, chết rồi. Má treo toàn tan luôn kìa. Bây giờ làm sao? Ra được không? Được biết tốc độ bay của chim bói cá khá nhanh, thêm cái mỏ dài và nhọn, thân cây chuối thì lại mềm, nên những tai nạn tương tự thường hay xảy ra ở mấy bụi chuối gần sông nước. Sau khi giải cứu chú chim, chàng trai đã cất công đi tới một nơi xa để mà thả chim đi, hy vọng chú chim sẽ kiểm soát được tốc độ bay của mình để không phải cắm cái mỏ vào trong cây chuối nữa. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã cười ngặt nghẽo trước tai nạn khó đỡ của chú chim. Rất may là chú đã được gặp đúng người, đúng thời điểm nên có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: đang bay, tự nhiên có chướng ngại vật xuất hiện, làm lách không có kịp. Chuyện xui rủi, chắc tôi muốn á bà ơi. Tại cái cây tự nhiên xuất hiện chứ bộ, ai biết gì đâu à. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.